Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Mình Hiền rất vui khi được gửi tới quý vị những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trong thời gian qua, nhiều sáng kiến hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine đã được nhiều nước và tổ chức đề xuất, nhưng cho đến nay vẫn chưa đem lại kết quả khả quan. Một nhóm cựu quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của Mỹ mới đây đã tổ chức các cuộc đàm phán được cho là bí mật với những người Nga nổi tiếng, thân cận với Điện Kremlin và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhằm đặt nền móng cho các cuộc đàm phán trong tương lai về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Trong số những người tham gia các cuộc trao đổi trên, có cựu quan chức ngoại giao, hiện là Chủ tịch Hội đồng Đối ngoại Richard Haass, cũng như các thành viên của tổ chức nghiên cứu này. Các cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ Charles Copchin và Thomas Graham, chuyên gia về Nga, đã tham gia cuộc họp. Ngày 5 tháng 7, hãng tin NBC News có tham khảo các nguồn thông tin cho biết. Một trong số các mục tiêu là giữ cho các kênh liên lạc với Nga luôn mở, nếu có thể, và tìm ra các cơ hội đàm phán, thỏa hiệp và ngoại giao trong tương lai về việc chấm dứt chiến tranh. Sau đó, các cựu quan chức tham gia cuộc gặp với ông Lavrov và đã thông báo cho Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng về cuộc thảo luận. Cụ thể, ông Lavrov đã dành vài giờ tại cuộc họp với các thành viên của nhóm hồi tháng 4 ở New York. Các cuộc trao đổi rất phổ biến trong thời kỳ khủng hoảng để làm giảm nguy cơ leo thang căng thẳng không mong muốn giữa hai cường quốc hạt nhân như Nga và Mỹ. Cựu sĩ quan tình báo quốc phòng Rebecca Koffer nhận định với Fox News: "Phân tích tình báo của tôi cho thấy không có bên nào, dù là Nga hay Mỹ, nghiêm túc muốn giải quyết hòa bình tình hình ở Ukraine khi lập trường của họ không thể thỏa hiệp với nhau." Theo ông, Tổng thống Putin sẽ chấm dứt xung đột nếu Mỹ nhất trí ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, chấp nhận Crimea và 4 vùng lãnh thổ sáp nhập vào Nga hồi cuối tháng 9 năm ngoái. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Biden khó có khả năng chấp nhận việc này, bởi điều đó có thể được hiểu là Tổng thống Putin giành chiến thắng, còn Mỹ và châu Âu đã thua. Chương trình nghị sự của các cuộc trao đổi trên đã đề cập đến những vấn đề gai góc nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine, chẳng hạn như tình trạng các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát ở Ukraine và nỗ lực tìm kiếm một giải pháp ngoại giao mà hai bên có thể chấp nhận. Theo phía Mỹ, mục tiêu của các cuộc trao đổi này là duy trì các kênh ngoại giao mở với Nga và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán trong tương lai nhằm chấm dứt xung đột. Trong chương trình nghị sự của cuộc họp, còn có các vấn đề như số phận của lãnh thổ do Nga nắm giữ mà Ukraine có thể không bao giờ giải phóng được và việc tìm kiếm các thỏa thuận có thể chấp nhận được đối với cả hai bên. Các cuộc thảo luận về cái gọi là ngoại giao trách tu, dịch nghĩa là ngoại giao kênh hai, là một hình thức tham gia không chính thức liên quan đến các cá nhân hiện không ở trong chính phủ, có sự tham gia của một số cựu quan chức Lầu Năm Góc, bao gồm Mary Beth Long, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, có kinh nghiệm sâu sắc về các vấn đề của NATO, theo hai người được thông báo về các cuộc đàm phán. Về phía Nga, ngoài ông Lavrov, các cuộc thảo luận còn có sự tham gia của các học giả, lãnh đạo của các nhóm chuyên gia cố vấn hoặc viện nghiên cứu lớn và những người khác trong lĩnh vực chính sách đối ngoại của Nga, được coi là lắng nghe Tổng thống Vladimir Putin hoặc thường xuyên liên lạc với những người ra quyết định ở Điện Kremlin. Hiện không rõ liệu các cuộc thảo luận kênh sau này diễn ra thường xuyên thế nào hoặc liệu đó là một phần của nỗ lực đơn lẻ hay có tổ chức. Các nguồn tin của NBC từ chối xác định tên những người tham gia của Nga vì lo ngại cho sự an toàn của họ. Một quan chức trong văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết họ sẽ không bình luận về các bản tin cụ thể dựa trên các nguồn giấu tên, nhưng quan điểm chung của họ vẫn giữ nguyên, quan chức này cho hay. Lập trường của chúng tôi không thay đổi, số phận của Ukraine không thể được quyết định nếu không có Ukraine. Đã nhiều lần Tổng thống và tất cả các diễn giả chính thức của chúng tôi nói về điều đó một cách cụ thể và công khai. Trong một chuyến thăm bí mật tới Kiev vào tháng 5 năm 2023, Giám đốc CIA William Burns đã nghe từ các quan chức Ukraine về khả năng thúc đẩy Moscow bước vào các cuộc đàm phán hòa bình vào cuối năm nay. Tuần sau, Tổng thống Joe Biden sẽ gặp lãnh đạo các nước NATO tại Litva, những người vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận Ukraine gia nhập liên minh.
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới cũng làm dấy lên nhu cầu cấp bách, cần sớm chấm dứt xung đột, giữa lo ngại Đảng Cộng Hòa có thể giảm hỗ trợ cho Ukraine. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã có ý chỉ trích trước việc phát hiện bột ma túy tại khu vực cánh Tây bằng cách chỉ tay vào Tổng thống Joe Biden và con trai Hunter Biden. Ông cho rằng chất ma túy này thuộc về nhà Biden. Cụ thể, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 5 tháng 7. Có ai thực sự tin rằng cocaine được phát hiện ở cánh Tây trong Nhà Trắng, rất gần phòng bầu dục, là để cho Hunter và Joe Biden sử dụng, chứ không phải ai khác không? Cựu Tổng thống cũng dự đoán rằng các phương tiện truyền thông đưa tin giả sẽ sớm bắt đầu nói rằng số lượng được tìm thấy là rất nhỏ và rằng nó không thực sự là cocaine, mà là một loại thuốc đã được phê duyệt như aspirin. Sau đó, câu chuyện sẽ biến mất. Tổng thống Biden chưa bình luận về thông tin. Ông chủ Nhà Trắng không uống rượu và chưa bao giờ được cho là người có sử dụng chất gây nghiện. Trong khi đó, Hunter, 53 tuổi, từng có giai đoạn sử dụng rượu và chất gây nghiện. Được ông mô tả chi tiết trong cuốn hồi ký Beautiful Things xuất bản năm 2021. Theo các quan chức Mỹ, không có thành viên nào trong gia đình Biden có mặt ở Nhà Trắng vào thời điểm ma túy được tìm thấy. Trước đó, tối ngày 2 tháng 7, các nhân viên Sở Mật vụ Mỹ USS đã tìm thấy một túi nhỏ có khóa kéo chứa bột màu trắng ở khu vực cánh Tây, nơi Tổng thống Joe Biden sống và làm việc. Khu vực này bao gồm phòng bầu dục, phòng nội các, khu vực báo chí, văn phòng và không gian làm việc cho nhân viên của Tổng thống. Người phát ngôn của USS Anthony Guglielmi cho biết, phát hiện này đã dẫn đến một cảnh báo an ninh nâng cao và một cuộc sơ tán ngắn khỏi dinh thự hôm 2 tháng 7. Ngày 5 tháng 7, giới chức Mỹ cho biết đã phát hiện cocaine tại khu vực thường được khách tham quan sử dụng trong Nhà Trắng. Sau đó, biện pháp báo động đã được dỡ bỏ khi các kỹ thuật viên tiến hành phân tích và xác định chất bột này là cocaine. Cơ quan mật vụ đã xác nhận việc này và cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc. Người phát ngôn Nhà Trắng Green Zinpiri cho biết, cocaine được tìm thấy tại khu vực khách tham quan, nơi có nhiều người qua lại. Các chuyến tham quan diễn ra trong những ngày cuối tuần qua. Số cocaine nói trên được cho là để trong một ngăn tủ có khóa. Khách tham quan thường cất điện thoại di động theo quy định trước khi đi vào những khu vực nhạy cảm trong Nhà Trắng. Bình luận về vấn đề này, thư ký báo chí Nhà Trắng Green Zinpiri cho biết, chính quyền Tổng thống Biden tin tưởng rằng cuộc điều tra sẽ đi đến cùng để tìm ra nguyên nhân, đồng thời lưu ý rằng chất bột này được tìm thấy tại khu vực đông khách của Nhà Trắng. Thư ký báo chí Green Zinpiri cho biết, cơ quan mật vụ sẽ dẫn đầu một cuộc đánh giá đầy đủ về vụ việc. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 5 tháng 7, bà Zinpiri nói rằng khu vực phát hiện cocaine là khu vực có nhiều người qua lại của Nhà Trắng. Bà nói, chúng tôi tin tưởng rằng cơ quan mật vụ sẽ tìm ra tận cùng vấn đề này. Bà Zinpiri cho biết thêm, Tổng thống Biden đã được thông báo về vấn đề này. Ông Biden sẽ không trả lời các câu hỏi của phóng viên về vụ việc. Thượng nghị sĩ bang Arkansas Tom Cotton, một đảng viên Cộng hòa hàng đầu trong Ủy ban Tư pháp Thượng viện, đã viết thư cho Giám đốc Cơ quan Mật vụ với một danh sách các câu hỏi về việc làm thế nào mà ma túy lại có thể lọt vào một trong những tòa nhà được bảo vệ cẩn mật nhất thế giới. Ông đã truy vấn về quy trình sàng lọc khách và an ninh của Nhà Trắng, cũng như số lần ma túy đã được phát hiện trước đây tại dinh Tổng thống. Cocaine là một loại thuốc thuộc danh mục 2 theo đạo luật về các chất bị kiểm soát, nghĩa là nó có khả năng bị lạm dụng cao, theo Cục Quản lý Thực thi Ma túy Mỹ. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, một ứng cử viên khác trong cuộc đua Tổng thống năm 2024, cho biết hôm 5 tháng 7, nhiều người trong chúng ta tin rằng chính quyền Biden đã thổi phồng chuyện này theo nhiều hướng. Nhưng tôi nghĩ sự thật sẽ phũ phàng hơn những gì chúng ta tưởng. Cùng ngày, Politico dẫn nguồn tin thân cận với cuộc điều tra, nói rằng cơ hội tìm ra thủ phạm là rất mong manh. Theo nguồn tin này, sẽ rất khó để xác định chủ sở hữu của cocaine, ngay cả khi có camera giám sát. Quan chức này cũng thừa nhận đây là một khu vực đông người qua lại. Đó là một khu vực có lớn lúc nào cũng có người qua lại. Số liệu thống kê của Mỹ cho thấy giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Nga trong tháng 5 năm 2023 cao hơn 2 lần so với tháng trước đó, dù chưa biện pháp trừng phạt nào được dỡ bỏ. Ria Novotis,
ngày 6 tháng 7, trích dẫn dữ liệu mới cập nhật từ Cục Thống kê Mỹ cho biết, giá trị hàng hóa được nhập khẩu vào Mỹ từ Nga trong tháng 5 2023 đạt 504 triệu đô la Mỹ, tăng gấp khoảng 2,3 lần so với tháng trước đó, khoảng 215,6 triệu đô la Mỹ. Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hàng hóa từ Mỹ sang Nga giảm từ 65 triệu đô la Mỹ của tháng 4 năm 2023 xuống còn 60 triệu đô la Mỹ trong tháng 5 năm 2023. Trao đổi thương mại giữa Nga và các nước phương Tây nói chung suy giảm đáng kể liên quan đến các biện pháp cấm vận mà Washington cùng đồng minh áp đặt nhắm vào Moscow liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Đến nay, chưa biện pháp trừng phạt đáng kể nào được dỡ bỏ. Dù giá trị nhập khẩu hàng hóa Nga của Mỹ tháng 5 tăng mạnh, nhưng vẫn thấp hơn giai đoạn trước xung đột ở Ukraine nổ ra. Dữ liệu do Trading Economics thống kê cho thấy, Mỹ nhập khẩu hơn 30 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Nga vào năm 2021 và khoảng 15 tỷ đô la Mỹ năm 2022. Theo các nhà phân tích, trong khi châu Âu chật vật tìm kiếm các nguồn cung thay thế hàng hóa Nga, Mỹ vẫn tiếp tục mua hàng trăm loại hàng hóa không nằm trong diện bị trừng phạt, gồm các mặt hàng như kim loại, đá quý, gỗ hay hóa chất. Bất chấp các biện pháp cô lập kinh tế do phương Tây áp đặt, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5 tháng 7 cho biết nền kinh tế Nga đang hoạt động tốt hơn mong đợi. Tổng sản phẩm quốc nội GDP dự kiến tăng trưởng hơn 2% và kiểm soát lạm phát tốt. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF trước đó dự đoán nền kinh tế Nga chỉ tăng trưởng 0,7% trong năm nay. Reuters cuối tháng trước dẫn đánh giá của các nhà phân tích dự báo tăng trưởng GDP của Nga là 1,2% và lạm phát ở mức 5,7% trong năm 2023. Còn về phía Nga, người Nga được cho là vẫn có thể tiếp tục mua nhiều hàng hóa bị phương Tây cấm vận bằng cách vận chuyển theo đường vòng qua một nước thứ ba. Điện Kremlin cho biết đã có một số liên hệ nhất định về trao đổi tù nhân khi được hỏi về trường hợp nhà báo Evan Gershnikov của tờ tạp chí Phố Wall. Khi được hỏi về chuyến thăm lãnh sự ngày 3 tháng 7 với nhà báo Mỹ Gershkovich bị giam tại Moscow từ tháng 3 và công dân Nga Vladimir Dunaev đang bị giam giữ tại Mỹ, có phải là dấu hiệu báo trước về cuộc trao đổi tù nhân giữa hai nước hay không? Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Moscow và Washington đã có những liên lạc về vấn đề này. Ông Peskov phát biểu trước các phóng viên về quyền hợp pháp để thực hiện các cuộc tiếp xúc lãnh sự. Quyền này chắc chắn phải được cung cấp bởi hai bên. Chúng tôi đã tuyên bố rằng có một số liên hệ nhất định đang được tiến hành liên quan đến vấn đề này. Chúng tôi nói rằng đã có một số liên hệ nhất định về chủ đề này, nhưng chúng tôi không muốn chúng được thảo luận công khai. Chúng phải được thực hiện và duy trì hoàn toàn lặng lẽ. Những rạn nứt âm ỉ giữa lực lượng quân sự tư nhân Wagner và quân đội Nga đã châm ngòi cho vụ nổi loạn của Wagner cuối tháng 6. Tuy nhiên, cuộc binh biến đã nhanh chóng bị dập tắt. Nga đã đưa ra cho tập đoàn quân sự tư nhân Wagner 3 lựa chọn sau vụ nổi loạn bất thành của lực lượng này. Ngày 5 tháng 7, tại một cuộc họp báo, Đại sứ Nga tại Indonesia Lyudmila Vorobiva cho biết, với các thành viên của Wagner, họ có 3 lựa chọn. Đầu tiên là ký hợp đồng và trở thành một bộ phận của Bộ Quốc phòng Nga. Tiếp theo là cùng với ông trùm Yevgeny Prigozhin chuyển đến Belarus. Và cuối cùng là lựa chọn rời xa quân ngũ để trở về với gia đình. Đại sứ Vorobiva khẳng định lại, Nga sẽ không trừng phạt hay bắt giam các thành viên của Wagner bởi vì đa phần họ không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhà ngoại giao Nga nói, đa số thành viên Wagner không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ được thông báo vụ nổi loạn chỉ là một cuộc tập trận. Họ không hay biết mục đích của việc đó là gì. Theo bà Vorobiva, sở dĩ Nga đưa ra các lựa chọn đó cho Wagner là bởi Moscow đánh giá cao những đóng góp của họ trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Đại sứ Vorobiva nói, chúng tôi không thể phủ nhận rằng những đóng góp của họ rất lớn. Do vậy, hãy ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga và trở thành một phần lực lượng vũ trang của chúng tôi. Thêm vào đó, bà cũng thể hiện quan điểm lên án hành động nổi loạn của tập đoàn quân sự Wagner. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, tất nhiên đó là một tình huống rất nguy hiểm, bởi vì bất cứ một vụ nổi loạn vũ trang nào, như chúng tôi thấy ở những nước khác, đều kéo theo những đau khổ, bi kịch cho đất nước. Bà cho biết, vụ nổi loạn của Wagner nhanh chóng bị dập tắt, một phần bởi đa số thành viên của lực lượng này không ủng hộ một diễn biến như vậy. Vào tháng 6, Wagner có khoảng 25.000 lính, không tính các đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang Nga, ví dụ như lữ đoàn pháo binh 305.
rất có thể phần lớn tập đoàn Wagner sẽ được sáp nhập vào các sư đoàn quân đội khác, hoặc có thể giữ lại một phần quyền tự chủ nhất định. Tuy nhiên, họ sẽ cắt đứt quan hệ với ông Prigozhin. Tất cả điều này sẽ đòi hỏi thời gian. Hôm 23 tháng 6, thủ lĩnh Wagner, Yevgeny Prigozhin, lệnh cho binh sĩ tổ chức một cuộc nổi loạn chống lại giới lãnh đạo quân sự Nga. Quân Wagner tiến về thủ đô Moscow, chiếm quyền kiểm soát một trung tâm chỉ huy quân sự ở miền nam Nga. Sau đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đứng ra làm trung gian chấm dứt cuộc khủng hoảng. Đến nay, hành tung của ông trùm Prigozhin vẫn rất bí ẩn. Truyền thông Nga đưa tin, hôm 4 tháng 7, ông này đã từ Belarus trở về thành phố Saint Petersburg, Nga để nhận lại vũ khí bị cơ quan an ninh Liên bang Nga tịch thu trong một cuộc đột kích trụ sở Wagner trước đó. Hôm 6 tháng 7, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói thủ lĩnh của tập đoàn Wagner không ở Belarus mà vẫn ở lại Nga. Trả lời đài CNN trong buổi họp báo, Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko nói: "Về ông Yevgeny Prigozhin, ông ấy đang ở Saint Petersburg hoặc có thể sáng nay ông ấy đã tới Moscow hoặc nơi khác. Nhưng hiện tại ông ấy không ở trên lãnh thổ Belarus." Ông Lukashenko nói rằng ông đã nói chuyện với ông Prigozhin vào ngày 5 tháng 7 và Wagner sẽ tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với Nga càng lâu càng tốt. Tờ The New York Times đưa tin. Trước đó, ông Lukashenko xác nhận Prigozhin đang ở Belarus sau khi chúng Wagner đạt thỏa thuận để rời Nga và không bị truy tố vì nổi loạn. Ông Lukashenko nói hôm 27 tháng 6, "Tôi đã thấy Prigozhin đang trên máy bay. Đúng, ông ấy thực sự ở Belarus hôm nay." Trước đó, ông Lukashenko cho biết Belarus sẽ hưởng lợi từ kinh nghiệm chiến đấu của Wagner. Ông cho hay, "Họ từng trải, họ sẽ giúp xác định vũ khí nào hiệu quả, loại nào không. Và các chiến thuật vũ khí, cách tấn công, phòng thủ, những điều này là vô giá." Theo lãnh đạo Belarus, nước này không xây doanh trại cho Wagner, nhưng sẽ cung cấp chỗ ở nếu họ muốn và đã đề xuất một căn cứ quân sự bỏ hoang. Belarus cũng không có ý định để Wagner mở trung tâm tuyển mộ ở nước này. Cũng tại buổi họp báo, ông Lukashenko cho biết lực lượng Wagner đang ở căn cứ thường trú của Wagner tại Nga và lực lượng này sẽ rất vui khi chia sẻ kinh nghiệm với quân đội Belarus nếu Wagner tới Belarus. Ông Lukashenko nói tại buổi họp báo, "Theo như tôi được thông báo vào sáng nay, lính Wagner hiện đang đóng quân tại các căn cứ thường trú của họ, nơi họ luôn phiên nghỉ ngơi và hồi phục sau tiền tuyến. Sau khi rời thành phố Bakhmut, họ đã tới trại thường trú của mình." Ông Lukashenko nói rằng, việc lực lượng Wagner có đến Belarus hay không, và nếu có thì bao nhiêu người sẽ đến, thì sẽ dựa vào quyết định của ban lãnh đạo Nga và Wagner. Tổng thống Belarus cũng nói thêm rằng, lực lượng Wagner đang ở đâu không phải là câu hỏi mà phóng viên nên hỏi ông, bởi vì đó là công ty Nga. Ông Lukashenko còn trấn an rằng, việc lực lượng Wagner tạm trú tại Belarus không gây nguy hiểm cho Belarus. Tổng thống Belarus nói, "Tôi hoàn toàn không thấy bất kỳ nguy hiểm nào đối với sự hiện diện của tập đoàn Wagner ở Belarus. Nếu Wagner trú ở Belarus, mọi người đang cố gắng gây áp lực với tôi về điều này, và tôi hiểu tại sao." Ông cho rằng, lý do mà mọi người lo ngại là vì Wagner là đơn vị quân sự rất mạnh, mà không có nhiều lực lượng có sức mạnh ngang bằng để đối trọng lại. Hình ảnh vệ tinh của công ty giám sát toàn cầu Black Sky cho thấy hai chiếc máy bay có liên quan đến ông Prigozhin đã hạ cánh xuống một căn cứ không quân của Belarus, ngoại ô thủ đô của nước này, vào sáng ngày 27 tháng 6. Tuy nhiên, không rõ ông Prigozhin có đi trên hai chiếc máy bay đó không. Giới truyền thông Nga mới đây tiết lộ cơ quan chức năng đã tìm thấy tóc giả, vũ khí, một số tiền lớn và hộ chiếu trong văn phòng và nhà của ông trùm Wagner, Yevgeny Prigozhin. Một đoạn video ghi lại cuộc khám xét đã được công bố. Các đoạn video và hình ảnh dường như được ghi lại vào ngày 24 tháng 6. Ngày Wagner phát động một cuộc nổi loạn và được đăng tải đầu tiên bởi Channel One. Một số hình ảnh được ghi lại từ văn phòng của ông Prigozhin ở Saint Petersburg, trong khi những hình ảnh khác cho thấy khung cảnh dinh thự của ông trùm ở ngoại ô thành phố. Dinh thự của Prigozhin có sân đỗ trực thăng, bể bơi trong nhà, một phòng y tế đầy đủ thiết bị và một phòng cầu nguyện. Các hình ảnh cũng cho thấy nhiều túi tiền mặt và một số thỏi vàng. Prigozhin còn sở hữu một tủ đầy tóc giả và các đồ cải trang khác. Nhiều ID được cấp với các tên khác nhau và ít nhất 6 khẩu súng ngắn. Hình ảnh từ dinh thự của Prigozhin cũng cho thấy một số hộp trang trí trống rỗng được cho là chứa bố tạ. Ông trùm đã tặng những chiếc bố tạ được chế tạo thủ công cho bạn bè và thậm chí cả đối thủ. Quân đội Nga và hãng quân sự tư nhân Wagner cùng tác chiến trên chiến trường Ukraine nhưng đã có những rạn nứt giữa đôi bên. Để hiểu rõ hơn về mâu thuẫn giữa Wagner và Bộ Quốc phòng Nga, giới quan sát phải quay lại các sự kiện của năm ngoái. Vào thời điểm đó, Wagner, lực lượng tham chiến ở cả châu Phi và Trung Đông,
được đề nghị giúp Nga giành quyền kiểm soát Popasnaya và sau đó là Bakhmut, tiếp đến là Donbass. Quy mô của chiến dịch này lớn đến mức Wagner về cơ bản đã trở thành một quân đoàn độc lập, tức là một đơn vị chiến đấu với nguồn lực, chỉ huy và chiến thuật riêng. Bằng cách tận dụng các đơn vị tấn công nhỏ như Wagner cùng sự hỗ trợ bằng pháo binh, Bộ Chỉ huy Nga muốn phá vỡ thế bế tắc của chiến dịch quân sự tại Ukraine. Những chiến thuật như vậy không chỉ được sử dụng bởi Wagner mà còn bởi các đơn vị như quân đoàn Donetsk thứ nhất. Hơn nữa, kinh nghiệm chiến đấu rút ra từ các hoạt động tấn công suốt một năm qua đã dẫn đến việc thành lập Stormjet, các đơn vị tấn công hoạt động với chiến thuật giống Wagner và có cấu trúc tương tự. Tuy nhiên, Wagner vẫn là ví dụ điển hình nhất về một Stormtrooper, quân đội xuất phát từ loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao. Điều này phần lớn là nhờ các nguồn truyền thông độc lập cũng như sự thành công của họ vào thời điểm cuộc chiến tại Bakhmut về cơ bản hoàn tất. Wagner hy vọng có được vị thế là một tổ chức độc lập, tự chủ khỏi Bộ Quốc phòng Nga. Sự cạnh tranh nội bộ trở thành một trong những lý do chính dẫn đến mâu thuẫn giữa Wagner và Bộ Quốc phòng Nga. Đầu năm nay, Wagner bị hạn chế tuyển quân tình nguyện từ các nhà tù. Thay vào đó, họ được giao cho các đơn vị chính quy, trong đó có Stormjet. Do vậy, trong những tháng gần đây, Wagner chỉ có thể dựa vào các văn phòng tuyển dụng thông thường và giành giật từng binh lính. Trong lúc giao tranh khốc liệt ở khu vực Bakhmut, mỗi tân binh đều là vô giá. Thậm chí, Prigozhin đã sử dụng chiêu quảng cáo đen để giành tân binh từ đối thủ là Bộ Quốc phòng. Các phương tiện truyền thông của ông Prigozhin chê bai đơn vị chính quy của quân đội Nga là những tổ chức quan liêu, kém cỏi, chỉ biết rút lui. Đỉnh điểm của chiến dịch PR đen tối này trùng với những ngày cuối cùng của trận chiến giành Bakhmut. Ông Prigozhin và các phương tiện truyền thông của Wagner đã cố tình phóng đại một số vấn đề trong quân đội Nga để lôi kéo các tân binh. Theo đài Nga, đây không phải là lần đầu tiên tập đoàn Wagner và Prigozhin sử dụng các phương pháp như vậy. Đài này viết, khi nhắc lại việc Wagner cũng từng dùng phần thưởng để thuyết phục các binh sĩ tham gia giao tranh ở Donbass năm 2014, gia nhập tập đoàn này để phục vụ cho hoạt động tại Trung Đông và Châu Phi. Trong thời gian giao tranh tương đối tạm lắng, sau khi ký kết hiệp ước Minsk, Wagner đã tuyển dụng các cựu chiến binh Donbass từ cuộc giao tranh năm 2014 cho các hoạt động quân sự ở Trung Đông và Châu Phi, gây bất lợi cho lực lượng địa phương. Bằng việc thuyết phục các binh sĩ ngừng mạo hiểm tính mạng vì đồng lương ít ỏi, ông Prigozhin khuyến khích họ gia nhập Wagner để nhận thù lao cao hơn. Kết quả là, mâu thuẫn kéo dài đã xảy ra giữa Wagner và các quan chức hàng đầu của quân đội Nga. Sau khi Nga giành quyền kiểm soát Bakhmut, các đơn vị Wagner lui về doanh trại của họ để luân chuyển và bổ sung binh sĩ. Các binh sĩ của Wagner dự kiến phục hồi vào tháng 7 và hoạt động như một lực lượng dự bị, tiến quân theo hướng Zaporizhia, miền nam Ukraine, nơi mà nhiều nhà phân tích Nga coi là khu vực dễ bị tổn thương nhất bởi cuộc phản công của Ukraine. Tuy nhiên, quân đội Nga đang trở nên mạnh mẽ hơn sau khi chiêu mộ hàng trăm nghìn lính mới. Bộ Quốc phòng Nga bắt đầu cố gắng kiềm chế các công ty quân sự tư nhân, bao gồm cả công ty lớn nhất là Wagner. Lúc này, ông Prigozhin đã nhận ra vị trí của mình đang bị đe dọa. Điều này đã dẫn đến cuộc nổi loạn vào cuối tháng trước. Hiện tại, có tin ông Prigozhin được cho là đã sang Belarus. Một số thành viên của Wagner cũng sẽ chạy theo ông trùm, tuy nhiên chưa biết con số chính xác. Và theo giới phân tích, cho đến khi Nga dàn xếp được tàn dư của Wagner, tiềm năng của quân đội Nga sẽ bị suy giảm so với trước khi xảy ra cuộc binh biến. Các cuộc bạo loạn vừa xảy ra ở Pháp làm nổi bật các vấn đề căng thẳng kéo dài của Pháp. Sự lo ngại về mặt kinh tế, chính trị, xã hội cũng tăng lên. Từ đó đặt ra nhiều thách thức cho chính quyền của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Các cuộc biểu tình đã diễn ra căng thẳng, các vụ cháy nổ, đập phá gây ra nhiều thiệt hại cho đất nước này. Và ngày 6 tháng 7, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng vũ khí do các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine dường như đã được những người biểu tình ở Pháp sử dụng. Bà Zakharova nói với các phóng viên, vũ khí do phương Tây, NATO và Pháp cung cấp cho Kiev cuối cùng lại đến tay người biểu tình và được sử dụng để chống lại cảnh sát Pháp. Nhà ngoại giao Nga cho hay vũ khí mà NATO cấp cho Ukraine dường như đã quay ngược trở về và bị sử dụng để chống lại chính người dân phương Tây.
Bà Zakharova tuyên bố vũ khí và ngân sách do Mỹ và các đồng minh cung cấp cho Kiev là boomerang và gây thiệt hại cho chính người dân của họ. Người phát ngôn cảnh báo Pháp có thể hứng chịu hậu quả tương tự khi đào tạo các chiến binh dân tộc chủ nghĩa chống lại các lực lượng Nga, đồng thời khẳng định không có gì ngạc nhiên nếu chính những người được Pháp đào tạo bị phát hiện trong một số cuộc bạo động trong tương lai trên đường phố Paris và các thành phố khác của Pháp. Tuy nhiên, bà Zakharova không nêu ra bất cứ bằng chứng nào cho tuyên bố trên. Pháp và NATO chưa bình luận về phát ngôn của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga. Bà Zakharova kết luận Pháp nên ngừng dạy cho các quốc gia khác về cách duy trì luật pháp và giải quyết các vấn đề trong nước của chính mình. Trước đó, Nga nhiều lần cảnh báo rằng vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine có nguy cơ bị tuồn ra chợ đen. Theo Điện Kremlin, một lượng vũ khí trị giá hàng tỷ đô la Mỹ có thể bị chuyển từ Ukraine đến các nhóm tội phạm và khủng bố ở Trung Đông, Châu Phi và Đông Nam Á mỗi tháng, trong khi đó cả Europol và Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol đều cảnh báo vũ khí có thể được chuyển từ Ukraine tới các tổ chức tội phạm ở châu Âu. Vào tháng 6 năm 2023, Thủ tướng của Israel Benjamin Netanyahu cho biết một số vũ khí của phương Tây viện trợ cho Ukraine đã rơi vào tay các nhóm đối lập Tel Aviv ở biên giới Israel. Chủ nhân của Điện Kremlin ngay sau đó đưa ra bình luận: "Chúng tôi đã nói trước đó về mối nguy hiểm như vậy, đây là một quá trình không thể tránh khỏi và càng nhiều vũ khí như vậy được cung cấp cho Ukraine, chúng sẽ chứa những mối đe dọa lớn đối với an ninh khu vực và rộng hơn là toàn cầu." Tháng 5 năm 2022, Giám đốc điều hành Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu Europol Catherine De Paul cho biết tổ chức này đang chuẩn bị cho kịch bản một làn sóng vũ khí bất hợp pháp có thể xuất hiện ở châu Âu. Quan chức trên cho biết 30 năm trước, lượng lớn vũ khí đã xuất hiện ở châu Âu sau khi chiến tranh năm tư kết thúc và những khẩu súng này vẫn đang được các nhóm tội phạm sử dụng cho tới ngày nay. Lần này, bà De Paul lo ngại các vũ khí viện trợ cho Ukraine cũng có thể có kịch bản bị đưa ra chợ đen và rơi vào tay những thành phần nguy hiểm, có thể gây ra mối đe dọa cho an ninh châu Âu. Tháng 12 năm 2022, Nga đã yêu cầu một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình vũ khí được cung cấp cho Ukraine, cảnh báo nguy cơ chúng có thể bị đưa tới các khu vực khác trên thế giới, gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc tế. Hồi đầu năm nay, một báo cáo mật cho thấy Lầu Năm Góc dường như không thể theo dấu toàn bộ số vũ khí gửi tới Ukraine. Mỹ cũng như NATO đang nỗ lực chạy đua để triển khai các phương pháp mới nhằm theo dõi những vũ khí được coi là có nguy cơ cao bị tuồn ra chợ đen, bao gồm tên lửa đất đối không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby vào tháng 1 khẳng định rằng chính quyền của Tổng thống Biden không có dấu hiệu nào chứng tỏ viện trợ quân sự hoặc kinh tế đã bị tham nhũng ở Ukraine. Tuy nhiên, tài liệu mật mà nghị sĩ Johnson đề cập dường như củng cố thông tin từ nhiều báo cáo trước đó cho thấy nhiều vũ khí biến mất sau khi được giao. Các báo cáo từ năm 2022 được hỗ trợ bởi Tổ chức Ân xá Quốc tế tuyên bố rằng chỉ có 30% vũ khí phương Tây gửi đến Ukraine thực sự đã được đưa ra tiền tuyến. Các quan chức Mỹ và Canada vào thời điểm đó thừa nhận rằng họ không biết phần lớn vũ khí này cuối cùng được mang đi đâu. Một nguồn tin tình báo Mỹ cũng nói với CNN rằng số vũ khí biến mất vào một lỗ đen lớn khi vào Ukraine. Cùng ngày 6 tháng 7, Bộ Ngoại giao Nga thông báo trục xuất 9 nhà ngoại giao Phần Lan và đóng cửa Tổng lãnh sự quán Phần Lan tại thành phố Saint Petersburg. Bộ Ngoại giao viết, là một phần trong phản ứng trước các hành động đối đầu của chính quyền Phần Lan, phía Nga quyết định 9 nhân viên Đại sứ quán Phần Lan tại Nga và Tổng lãnh sự quán tại Saint Petersburg bị coi là người không được hoan nghênh. Moscow cũng sẽ đóng cửa cơ quan đại diện ngoại giao của Phần Lan tại Saint Petersburg từ ngày 1 tháng 10. Đại sứ Phần Lan tại Nga Antti Helantera đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao ở Moscow và được thông báo về các quy định. Trong tuyên bố của Bộ trên nêu rõ, động thái này được đưa ra nhằm phản đối mạnh mẽ các chính sách đối đầu chống Nga của Helsinki. Trước đó vào tháng 6, Phần Lan đã trục xuất 9 nhà ngoại giao từ Đại sứ quán Nga ở Helsinki, cáo buộc họ thực hiện các nhiệm vụ tình báo trái với Công ước Viên về quan hệ ngoại giao. Cũng trong thông báo trên, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng việc Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang đặt ra mối đe dọa đối với an ninh đối với Moscow. Bên cạnh đó, những nỗ lực của Helsinki trong việc ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga và bơm đầy vũ khí cho Kiev bị cáo buộc là hành động thù địch chống lại Nga. Theo RT, tuyên bố của Moscow nhấn mạnh
con đường mà Helsinki theo đuổi là nhằm mục đích phá vỡ mối quan hệ cùng có lợi giữa Nga và Phần Lan đã được hình thành trong nhiều thập kỷ. Tuyên bố cũng viện dẫn hành động phân biệt đối xử của Phần Lan với người Nga khi cấp thị thực nhập cảnh và gây trở ngại cho các hoạt động thường xuyên của các nhà ngoại giao Nga. Ngay khi thông báo trục xuất được công bố, Phần Lan cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng. Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto ngay lập tức mô tả động thái mới nhất này của Nga là phản ứng cứng rắn và không tương xứng với quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga mà Phần Lan đưa ra hồi tháng trước. Theo nhà lãnh đạo Phần Lan, nước này đang chuẩn bị đáp trả bằng cách đóng cửa lãnh sự quán Nga ở Turku. Trong khi đó, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cũng vừa khẳng định trước báo giới tại Helsinki rằng đất nước của ông có nghĩa vụ bắt đầu chuẩn bị cho các biện pháp đáp trả tương tự đối với Nga. Quan hệ Nga-Phần Lan căng thẳng sau khi Phần Lan gia nhập NATO hồi tháng 4, đánh dấu việc nước này từ bỏ chính sách không liên minh quân sự kéo dài hàng thập kỷ. Trong những ngày gần đây, quân đội Nga đã phá hủy hàng chục thiết bị đắt tiền của Ukraine, bao gồm xe cơ giới, hệ thống pháo binh, radar và trạm điều khiển máy bay không người lái ở khu vực Kherson. Trang tin Aviapro của Nga vừa công bố video cho thấy, quân đội nước này đã tấn công và phá hủy cứ điểm của lực lượng vũ trang Ukraine gần cầu Antonovsky, ngăn chặn cuộc tấn công của đối phương ở Kherson. Sau khi quân đội Ukraine đổ bộ lên tả ngạn sông Dnipro và chiếm các vị trí phòng thủ dưới cầu Antonovsky, lực lượng không quân Nga đã tiến hành nhiều cuộc ném bom vào khu vực mà Ukraine chiếm đóng. Từ hình ảnh về các vụ nổ mạnh xuất hiện trong video, giới phân tích cho rằng quân đội Nga đã sử dụng bom ném từ trên không FAB-250 và FAB-500, loại bom có sức công phá lớn nhất trong biên chế quân đội Nga. Đã được cải tiến và trang bị các mô đun hiệu chỉnh để cải thiện độ chính xác, có thể tấn công từ khoảng cách xa. Trong video, có thể thấy các cuộc tấn công được thực hiện ở phía bên kia của cây cầu. Điều này giúp Nga dễ dàng đẩy lui đối phương và phá hủy các vị trí của Ukraine. Vẫn chưa rõ Nga đã tiến hành bao nhiêu đợt tấn công. Trước đây, Nga thường tiến hành cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander ngay trên cầu Antonovsky, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa của Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng, thất bại này cho thấy Ukraine đã thổi phồng kỳ vọng về vũ khí phương Tây. Từ đầu tháng 4, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã liên tục sử dụng bom xuyên bê tông F-35 để tập kích các vị trí đóng quân của Ukraine tại khu vực Kherson. Việc tập kích các căn cứ của Kiev tại Kherson đã góp phần làm suy yếu đà phản công của quân đội Ukraine ở khu vực này. Thời gian qua, quân đội Ukraine đã điều động một lực lượng lớn binh sĩ và trang thiết bị quân sự về Kherson để chuẩn bị cho một cuộc phản công lớn tại vùng ly khai phía Nam. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công kích người đồng cấp Bulgaria Rumen Radev trong một cuộc gặp được phát sóng trên truyền hình hôm 6 tháng 7. Tổng thống Bulgaria Rumen Radev đã tuyên bố với người đồng cấp Volodymyr Zelensky rằng Sofia không còn vũ khí dự trữ để cung cấp cho Kiev. Trong khi đó, ông Zelensky công kích ông Radev vì đã ủng hộ giải pháp ngoại giao trong cuộc xung đột hiện nay. Ông Radev nói với ông Zelensky, tôi không nhất trí cung cấp đạn dược, đặc biệt từ các nguồn dự trữ của Bulgaria. Tôi vẫn duy trì quan điểm cuộc xung đột này không nên sử dụng giải pháp quân sự và việc cung cấp ngày càng nhiều vũ khí sẽ không giải quyết được nó. Tổng thống Ukraine đã phản đối việc ông Radev sử dụng từ xung đột mà thay vào đó cho rằng đây hoàn toàn là một cuộc chiến tranh. Tôi muốn nói với ông rằng dù quân đội có bao nhiêu đạn dược thì cũng sẽ không đủ để chiến đấu với Liên bang Nga, ông Zelensky nói, đồng thời nhận định ông không thể ủng hộ Nga và một vị trí cân bằng bởi Nga muốn phá hủy NATO, châu Âu và EU. Đó là các mục tiêu của họ, ông hiểu ý tôi chứ? Theo Politico, ông Zelensky đã công kích mạnh mẽ ông Radev và Tổng thống Bulgaria sau đó phải yêu cầu quay phim rời khỏi phòng họp. Ông Zelensky đã có chuyến thăm ngắn đến Bulgaria vào hôm 6 tháng 7, chủ yếu để gặp gỡ chính quyền thân tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và thân Liên minh châu Âu EU của Thủ tướng Nikolai Denkov. Nhưng cuộc gặp giữa ông Zelensky với Tổng thống Bulgaria Rumen Radev, một cựu chỉ huy lực lượng không quân, người có thiện cảm với Nga, lại tồi tệ hơn dự kiến. Trước đó cùng ngày, ông Zelensky đã gặp chính phủ của Thủ tướng Nikolai Denkov, người mới nhậm chức được một tháng. Nội các của ông Denkov ủng hộ bán vũ khí cho Kiev. Phái đoàn Ukraine sau đó rời Sofia đến Praha trên một chuyên cơ vận tải của không quân Séc. Dự kiến, ông Zelensky sẽ đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 7 tháng 7.
Bulgaria là thành viên của cả Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu Âu EU. Các nước NATO đã cung cấp hàng tỷ đô la vũ khí, đạn dược và phương tiện quân sự cho Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022, song khẳng định rằng họ không tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột với Nga. Trước đó, phát biểu với CNN, ông Zelensky thừa nhận nhịp độ phản công của Ukraine trong một tháng qua đã bị chậm dần do phòng tuyến kiên cố của Nga. Ông cho biết, Ukraine dự định tiến hành cuộc phản công Nga sớm hơn nhưng đã bị cản trở do thiếu vũ khí. Tổng thống Zelensky tiết lộ, quân đội Ukraine thậm chí không thể nghĩ đến việc bắt đầu cuộc tấn công bởi họ không có vũ khí phù hợp. Kiev bắt đầu cuộc phản công được dự đoán từ lâu vào đầu tháng 6, với nỗ lực phá vỡ các phòng tuyến của Nga dọc một số khu vực trên tiền tuyến. Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Nga, tất cả cuộc tấn công của Ukraine đều thất bại với tổn thất lớn.